Hello, hello, hello. Xin chào cái tình yêu của CC. CC sức serum rồi. Stem cell sức trước, sau đó sức cái serum cá hồi. Hiện bây giờ đang xài cái chai serum trắng da. Lý do xài là tại vì lỡ khui rồi, lỡ mất cái nắp rồi, cho nên phải chịu khó xài. Nhưng mà CC thấy xài cái chai đó cũng rất là đẹp. Nó làm cho đều cái màu da sáng đẹp nha các bạn. Còn cái vấn đề mà bạn muốn cho có được làn da mà nó trắng nó lên cái tông màu thì chắc bạn xài chắc cũng phải cả chục chai. Chứ đâu phải mà xài một chai mà nó trắng được. Tại vì cái chai đó họ làm ra một cái chất cho nó trắng. Thì anh bạn của CC đó nghe video và kể lại cho cô vợ nghe. Thì cổ mới nói là CC nói như vậy cũng không có đúng lắm. CC không có được nói rằng là cái chai đó nó làm trắng. Khi mà nói như vậy là những người người ta trắng người ta sợ. Cái chai đó nó có một cái tinh chất gì đó để cho nó có cái độ trắng, là trắng đều cái da. Chứ nó đâu có thuốc tẩy, nó đâu có gì đâu mà bôi vào một cái là trắng được. Cho nên là không có nên nói là chai trắng da, không phải. Mà phải nói là cái chai đó dưỡng ẩm mà nó có cái sự trắng trắng gì đó, mình theo tiếng Việt mình hiểu như vậy, chứ đừng nói là cái chai đó bôi lên trắng ai dám mua là như vậy đó các bạn. Nên CC nói đi cho các bạn yên tâm đó. CC sức đó, stem cell là cái hộp xanh xanh mấy cái chai nhỏ nhỏ, cái đó là bắt buộc. Sức ở dưới, sau đó CC sức lên nè. CC sức từ 3 giờ chiều đi đón cháu ngoại về tới giờ đó, nó bóng vậy đó, đẹp lắm. Độ dưỡng ẩm vẫn còn ha. Phải sức hai loại thì nó mới có dưỡng ẩm như vậy. Bây giờ sướng các bạn. Bữa nay CC xài iPhone là tại vì có bạn nhắn với CC: chị ơi, chị quay phim á, chị quay video á, chị xài thử iPhone để em coi cái da chị như thế nào đây. iPhone đó mà camera bình thường đó nè, nó không đẹp bằng cái Samsung thôi, nhưng mà nó thật đó. Từ ngày á bơm cái môi á, CC mừng quá các bạn ơi, rất là mừng. Mình làm cái việc gì đó mà mình thấy nó có lợi cho mình là mình làm. Các bạn đừng có sợ và đừng có nghe người ta nói: ôi bà này bà ngựa, bà này bà điệu rồi, cái mỏ cái môi rồi bơm ở đây nọ. Người ta nói là chuyện người ta. Những người nói như vậy các bạn đừng chơi, đừng thèm trả lời, tại người ta hiểu biết không có. Giống như CC nè. CC làm cái gì CC cảm thấy thoải mái, đẹp, tiện và lợi. Thí dụ như bây giờ CC không có bơm cái môi, CC cầm cái viết vẽ môi nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ đó các bạn biết CC có thể làm ra được một cái video để bán hàng. CC kiếm bao nhiêu tiền? Thì tại sao mình không bơm cái môi lên, trong khi cái công nghệ bây giờ nó quá cao. Bơm cái môi lên là tại vì môi của CC môi mỏng, miệng móm, thì làm sao mà đẹp được các bạn. Ngày xưa cái công nghệ nó không có, bơm bằng silicone mình sợ. Còn bây giờ đâu có đâu. Bây giờ bằng filler, cả thế giới người ta sử dụng. Mình bơm vừa phải thôi, đừng có lạm dụng nó quá. Mình đâu phải là ca nghệ sĩ nổi tiếng gì đâu mà nó cứ xẹp, mình bơm nó xẹp, mình bơm mà mình sợ. Mình chỉ là người bình thường, mình làm cái gì mà mình cảm thấy ok, nó mang lợi ích tới cho mình. Đó, các bạn thấy bây giờ CC sướng không? Cái môi nè, đẹp, sexy. Cầm cái viết vẽ mấy đường xong cái môi. Cầm cái son nè, đó. Xong. Khỏi cần phải nhìn gương luôn. Tại vì nó vô cái xếp rồi. Không tới 5 phút đồng hồ được cái môi đẹp như vậy để ngồi trước mặt các bạn. Còn hồi nãy CC chưa có đánh môi các bạn nhìn thấy làm sao? Thấy ghê không? Mặc dù là có bơm nhưng mà không đánh son nó vẫn là không đẹp các bạn. Phải đánh.
Ai cũng vậy, khi lên màn hình là phải có make up các bạn. Không có nhìn các bạn như là con ma chơi chích đâu, cái gì đó. Lâu quá, mấy chục năm rồi không có nghe những cái danh từ đó, không có nói, tự nhiên trong đầu nó nghĩ ra nói không được. Phải mà mình có nghe qua thường thường thì mình có thể nói được ha. Nó trắng bẹt nè. Đó. Thật ra CC làm những cái gì mà cảm thấy lợi ích thôi, còn chuyện các bạn nói là chuyện các bạn nói. Lâu lâu coi lại mấy cái video mà các bạn thiếu sự hiểu biết, các bạn vào bình luận khó nghe, CC vẫn để vậy. Lâu lâu đọc nhìn chơi để coi coi sự hiểu biết các bạn tới đâu. Rồi một ngày nào đó khi các bạn có tiền và khi các bạn làm một công việc gì đó mà các bạn cần thì các bạn cũng phải làm thôi. Rồi lúc đó các bạn sẽ được nghe những người thiếu hiểu biết giống như các bạn nói các bạn. Giờ CC năm mươi mấy, gần 60 tuổi rồi các bạn. Vài năm nữa là 60 rồi. Cái gì nó cũng xệ, cái gì nó cũng chảy. Mình làm được cái gì lên thì mình làm. CC làm YouTube là CC đối diện với biết bao nhiêu là khán giả của CC. CC có nhiều video mấy triệu người xem mà. Thành ra CC cũng cần phải có một khuôn mặt chỉnh chu một chút, đẹp một chút khi đối diện với lại khán giả. CC không phải là người của công chúng, không phải gì, không phải lên sân khấu, không phải gì cả. Nhưng trước mặt một người khác, mình đẹp đẽ, gọn gàng, sạch sẽ, đó là sự tôn trọng người đối diện. CC học hỏi từ được trong gia đình, học hỏi từ ở những người bạn, các cô chú, những người có trình độ hiểu biết. Hồi nhỏ lì lắm, ai nói gì có nghe đâu. Bố CC là đi du học từ hồi có mười mấy tuổi thôi đó các bạn. Đi du học các nước trên thế giới. Ông giỏi vô cùng là giỏi. Cho nên gia đình CC đó tay lắm. Thành ra cái lối sống của CC nó không như những người khác đâu. Anh Sa với chị Phương thì còn nề nếp lắm. Mà CC là bung lụa luôn. Bởi vậy bị đòn từ nhỏ cho tới lớn. Trời ơi, những trận đòn mà CC nói hả, trời ơi, thấy 1000 ông trời luôn đó. Ba đánh đòn đó. CC lì lắm các bạn ơi. Nhưng mà CC là người giỏi nhất nhà đó, trong ba chị em. Lanh lợi ở ngoài đời, chị CC với anh CC không thể bằng CC được. Điều đó là mọi người đều phải nhìn thấy. Nhưng mà vô trong nhà, cái sự gọi là gia tộc cái gì đó cái gì đó cũng không biết nói nữa, thì CC không có học hỏi được như vậy nhiều. Có nhiều cái nào CC không biết, CC hỏi là anh chỉ đó. Còn anh Sa thì lễ nghĩa vô cùng luôn đó các bạn. Rồi để CC kể nghe. CC nghĩ, tại vì thứ nhất là CC đi Việt Nam về có một ngày thôi, một đêm thôi, là ngày mai CC đi làm mắt liền. Bắt đầu đi khám mắt, nhỏ mắt, rồi tới hình như một tuần, hai tuần sau mới bắt đầu làm mắt. Làm con mắt này xong, hai tuần là làm qua con mắt này liền. Cho tới bây giờ CC nhìn cái gì nó vẫn còn mờ lắm. Nhìn kỹ vào cái đường chỉ tay thì nó rõ, vô cùng rõ. Nhìn gần rõ lắm, chữ như xíu bây giờ cũng đọc được nữa. Đâu cần phải đeo mắt kính nữa đâu. Nhưng mà nhìn xa vẫn chưa thấy. Thì theo như những người ta làm rồi, người ta nói cho CCD biết là khoảng 3 tháng. Mà bác sĩ cũng nói, ngày 15 là mấy bữa nữa, CC đi khám mắt lại. Là sau 1 tháng đó đi khám lại. Thì để coi bác sĩ nói như thế nào. Nhưng mà các bạn biết nó bị ảnh hưởng. Các bạn biết là khi mình làm mắt, không nhiều thì ít, nó sẽ bị ảnh hưởng một cái gì đó. Thậm chí như một cái món hàng nó nằm ở trong cái bao ni lông. CC nhìn xuyên qua cái bao ni lông thì người ta gửi tới gửi lui, người ta cầm lên cầm xuống thì dĩ nhiên là cái ni lông nó không còn mới nữa, nó cũng mờ mờ. Thì CC nhìn xuyên qua cái lớp ni lông đó, nó không có ra đúng được cái màu. Thí dụ như màu xám mà CC nhìn qua cái lớp ni lông nó cứ thành màu đen. Màu nâu CC nhìn thì nó lại ra màu khác. Thì để ngày 15 này CC đi hỏi bác sĩ coi như thế nào.
Còn bây giờ lấy ra khỏi cái bao ni lông đó thì CC lại nhìn đúng màu. Thành ra CC nghĩ trong 3 cái tháng này, thứ nhất là CC làm việc có một lần mà làm đêm, rồi gần sáng là mệt mỏi, rồi đóng hàng cho các bạn. Lỡ có bị gì, CC rất mong sự thông cảm của khách hàng. Bất kỳ cái gì, cứ việc nhắn tin với CC, cứ việc nói, hãy dùng những lời hay ý đẹp để mình nói với nhau, để mình giải quyết được vấn đề. CC giải quyết hết tất cả mọi vấn đề, chứ CC không có giường cho ai đó để thay CC để giải quyết đâu. Cho nên các bạn yên tâm, CC làm việc bằng cái tâm, làm như thế nào để các bạn vừa lòng thì thôi. Ngoại trừ trường hợp các bạn xúc phạm CC mà sai, giống như cái cô em bên Canada là CC giận lắm luôn đó. CC cắt đứt liên lạc luôn, trong khi cô ấy còn thiếu CC mấy trăm đô đó. Tặng luôn, không lấy luôn. Vì còn lấy là sẽ còn qua lại. CC nhắn tin cổ, CC nói đừng liên lạc nữa, số tiền đó em khỏi trả cho chị tặng em đó. Nhưng cổ vẫn nhắn tin. Nhắn cái gì CC không biết, tại CC không đọc. Nhắn để giải bày, nhắn để la lối, nhắn để mắng vốn, hay là nhắn để xin lỗi, hay là nhắn gì CC không hề biết, không đọc các bạn. Và CC đã ẩn luôn. Tánh của CC là như vậy các bạn. Không biết cái đó là ưu điểm hay khuyết điểm, CC không biết. Nhưng mà CC rất là sợ những cái gì mà nó phiền phức, nó đeo theo mình. CC sợ lắm. CC cắt đứt liền. Tánh CC là như vậy. Người trong gia đình CC cũng vậy đó, chứ đừng nói người ngoài. Tại sao cứ phải làm phiền tôi? Mỗi khi tôi đọc bình luận của bạn, hoặc là gia đình CC gọi CC, tại sao cứ phải làm phiền tôi? Để yên cho tôi làm việc. CC là người như vậy đó các bạn. Ai thích CC thích lắm, ai không thích CC là ghét vô cùng luôn. Sẽ cho là CC chảnh rồi thế này thế nọ thế kia, không có đâu. Một ngày nào đi rồi bạn sẽ biết. Bạn có muốn người ta làm phiền bạn không? Bạn có muốn cái vấn đề đó bạn giải quyết được mà người ta cố tình, người ta cứ làm phiền bạn không? Cho nên CC đã dứt khoát với cô em đó luôn. Mặc dầu đó là một khách hàng rất lớn của CC. Mỗi một tháng cô ấy có thể mua hàng của CC lên tới mấy ngàn đô la. CC cũng không tiếc các bạn. Không thể xúc phạm CC như vậy được. Trong kinh doanh, sợ nhất là người ta nói mấy cái đó tôi không có mua mà tại sao chị gửi cho tôi, chị ép tôi lấy. Câu đó là xúc phạm nặng lắm trong kinh doanh đó. Trong khi CC không có hàng để bán cho những người khác, mà ưu tiên cho cô em này, chỉ có cái là giờ giấc của CC với cô ấy khác nhau. Bị trở ngại như vậy. CC bán cho cổ cũng gần 2 năm rồi các bạn, năm mấy 2 năm rồi. Có lộn, cô cũng rất là vui vẻ, cô cũng nhắn lại, cô cũng nói chị ơi lộn rồi, em không mua cái này, sao chị gửi cho em. Vậy mà bây giờ bị cái gì không hiểu. Cho nên thôi, tiền là giải quyết mọi vấn đề. Cho nên CC rất mong các chị em nào mới hoặc là cũ, nếu có bị trường hợp gì xảy ra, hãy cứ vui vẻ nhắn tin. CC dặn các bạn nè, CC làm video sẽ ghi cái số và cái size ở góc tay phải. Bây giờ chúng ta chốt ở đó luôn đi. Cái góc tay phải là cái số và cái size. Chốt nha. Khi các bạn chụp hình cho CC, các bạn đừng có viết nhiều. Viết nhiều CC không đọc đó. Và đọc lướt lướt qua, đôi khi đọc sai nữa. Nhiều khi đang lái xe, đang ở trong shopping, đang ở nơi nào đó, đọc không hiểu hết câu. Đọc phớt phớt qua. Sơ ý. Các bạn chỉ cần làm cho CC một việc này. Thường chúng ta làm ăn cái gì cũng vậy. Nghề nó dạy nghề các bạn. Cái nghề bán hàng online này CC mới biết bán đây thôi mà. Năm mấy nay chưa nhiêu. Kinh nghiệm không có các bạn. Bán ở tiệm thì bán mấy chục năm. Còn bán cái kiểu online như vậy, năm mấy cao lắm 2 năm. CC chưa có kinh nghiệm. CC không phải là người chuyên nghiệp bán online như vậy. CC bán trên các website CC thì lâu rồi, 15 năm hơn rồi. Nhưng mà đâu có phải làm những cái như vậy.
CC chỉ việc đăng lên trên website thôi thì cái website nó tự bán cho mình. Có ai mua hàng nó tự lấy tiền rồi nó báo cho CC. Nó làm luôn label cho CC luôn, bởi vậy không bao giờ có thể gửi lộn được. Gửi lộn là công ty họ gửi lộn chứ không phải CC. Khi họ báo cho CC biết, CC chỉ bấm vô để in cái label đó ra. Rồi bỏ đồ các bạn vào gửi đi, không thể lộn được. Còn cái này mình CC làm hết luôn. Mua được một món hàng đó về, bán được cho các bạn chọn được, CC gửi đi được, nó qua cả 10 khâu luôn. Còn mình CC không thể làm nổi. Một ngày bán trên 50 khách hàng, chưa tính là khách hàng của những website khác, khách hàng trên Facebook. Về bên Việt Nam là giao hết cho anh Sa nữa, anh Sa giúp. Không làm nổi các bạn. Ngày ngủ có mấy tiếng đồng hồ, 6 giờ sáng ngủ, có khi 8 giờ sáng ngủ, 3 giờ chiều là phải dậy, thì các bạn coi mấy tiếng. 2, 3 tiếng, 4, 5 tiếng là tối đa. Dậy đi đón cháu ngoại đi học về 15 phút, 30 phút, lên ngủ tiếp. Ngủ cho tới chiều, 6 giờ chiều làm việc trở lại. Trong lúc ngủ như vậy, chập chờn, các bạn nhắn tin. Rồi cái này cái kia, có nhiều khi lo lắng không ngủ nữa, rồi lại thức. Mệt lên giường nằm ngủ. Đến nỗi bây giờ, phải hạ luôn cái ghế sofa. Cái ghế này nó vừa là giường, vừa là ghế. Để dành cho khách tới người ta kéo ra người ta ngủ. Bây giờ CC phải để trước mặt CC luôn, mệt phóng lên nằm ngủ đó. Mệt tới như vậy luôn rồi đó. Có một mình không làm nổi. Cho nên bây giờ nói thật lòng, CC muốn ngày bán 10 người thôi. Bán không nổi. Người ta nói khi mà cái thời nó tới rồi đó, không có sức mà làm. Câu đó đúng thiệt luôn. Cái thời của CC đang tới và đã tới. Hiện tại bây giờ, với cái câu mà người ta nói tiền trời rớt xuống là đúng á. Đúng với CC luôn đó các bạn. Đúng đó. Những cái mà ngày xưa tới giờ, nhà CC có một căn, bán cũng không ai mua, cho thuê thì cũng không ai thuê. CC không muốn bỏ tiền vào sửa căn nhà đó. Thôi bây giờ đó, căn nhà nó như vậy, ai mà chịu tới ở thì cho thuê. Rẻ thôi. Thì phải có người ở. Chứ bây giờ bỏ vô mấy chục ngàn để sửa cái lại cái căn nhà đó. Mà căn nhà đó bây giờ vào ở được mà, đẹp mà, được. Chỉ có cái là nó hơi bị cái này một tí kia một tí. Nếu mà có người đàn ông thì người ta vào, CC bớt tiền nhà cho người ta sửa cái đó một chút thì ok. Còn với Mỹ ở đây đó, kêu người ta làm chút chút nhà người ta không làm. Làm nhiều tiền lắm. Cho nên CC nghĩ là bây giờ mà bỏ ra 40-50 ngàn sửa căn nhà đó thôi, lấy 40-50 ngàn đó vô đao mua căn nhà mới. Đó, vậy mà tới cái thời của mình, tự động, nói với người ta ok liền, người ta vô đó người ta ở, CC cho người ta 6 tháng free, rồi người ta ở tới giờ luôn, năm mấy rồi, người ta sửa nhà cho CC luôn, bị tí gì người ta tự động người ta làm hết giùm CC luôn, thì tự động cái CC có tiền mà căn nhà đó pay off lâu rồi, tự nhiên giờ tháng có 1.000 đô trong nhà băng, đó, khi thời nó tới, thì cái gì nó cũng may mắn với bạn. Thành ra CC muốn mang cái sự may mắn của CC đó chia sẻ với các bạn. Các bạn nào mà đang xui quá thì các bạn cứ nghĩ rằng là ai cũng bị, ráng cố gắng. Khi nó qua đi, cái năm xui tháng hạn nó qua đi là các bạn cũng được hên. Đừng thất vọng, đừng bi quan, đừng chán nản và đừng tuyệt vọng. Ai cũng bị, CC cũng bị mà. 49, 53 kéo dài tới 56. Nhưng mà 51 tuổi CC mới bị. Không tàn tật, không ngồi xe lăn như những người bạn mình là mừng rồi. Mà bây giờ còn được nhúng nhảy trò chuyện với các bạn. Đó là phước đức ông bà cha mẹ để lại. CC bị tai biến nha các bạn. Bị lệch nửa người, đi khập khểnh. Bây giờ nhắc lại, còn cảm thấy một phép màu đó. CC không tin. Không tin là sau 2 tuần tự nhiên ngồi dậy. Quên đi là mình đang là người bệnh. Mở tủ, lấy áo đầm đẹp, xỏ đôi guốc vào. Lái xe ra tiệm. Ở tiệm chân hững luôn. Và bước vô tiệm như người không bệnh. Đó là một phép lạ. CC được nhiều ơn lắm các bạn. Nhiều lắm luôn đó.
Đức mẹ đã phù hộ cho Sisi. Sisi có đức tin mạnh lắm. Cha Francisco Trương Vũ Diệp, Sisi có linh cảm, cha luôn luôn bên cạnh Sisi đó. Sisi không đọc kinh nghiêm trang như các bạn phải ngồi trước bàn thờ rồi quỳ gối đọc kinh này nọ, không có. Chúa ở khắp mọi nơi. Các bạn tin là sẽ được. Ngồi ngay tại đây nè, hoặc là ngoài xe, bất kỳ nơi nào, nghĩ tới và nói chuyện và tâm sự. Niềm tin, phải có niềm tin. Còn các bạn cứ khổ quá, Chúa ơi con khổ quá, mẹ ơi con khổ quá, không có được đâu. Nếu các bạn có thời gian đi tới nhà thờ tâm sự, còn không có thời gian ngồi ở bất kỳ một nơi nào tĩnh lặng và cầu xin, tâm sự là được. Ai cũng có những ngày tháng đó cả. Hãy vượt qua. Khi các bạn đang đi tới một cái con đường cùng, đừng có chán nản, bi quan, mà hãy vực mình dậy bằng cách xa lánh mọi người đi. Hãy sống cho bạn những ngày tháng đó. Vì khi mà bạn bị như vậy, bạn hay muốn tìm người này, tìm người kia, tìm người nọ. Cái đó là cái dại đó. Khi bạn thấy bạn đang lâm vào một cái đường bế tắc, hãy đến nhà thờ, hãy đến chùa, hãy sống một mình, đừng liên lạc với ai. Giống như là mình tĩnh tâm vậy đó. Rồi chờ ngày tháng, cái xui xẻo đó nó qua đi, thì các bạn sẽ thấy vầng thái dương. Hãy nghe lời Sisi. Sisi đã làm điều đó đó. Sisi đã bỏ hết tất cả cho nhân viên. Và Sisi về đây. Về lại căn nhà mà 6 năm rồi chưa từng về. Nhà bỏ không, trời đất ơi, vô căn nhà nó móc meo lên luôn. Bỏ ra mấy chục ngàn để sửa căn nhà đó. Nhưng nếu lúc đó mà Sisi nghĩ ra và nghe lời con Sisi, thì chắc là không sửa căn nhà đó rồi. Để bán rẻ đi. Khi mà căn nhà nó đã bị xuống cấp như vậy rồi mà mình không có người để thách khe, cái gì mình cũng mướn, đó là điều thất bại các bạn. Chẳng thà bán rẻ rồi lấy tiền đi đao mua căn nhà mới thì cái đó mới đúng. Con Sisi nói mà Sisi nghe lời. Sisi tiếc vì căn nhà đó đẹp lắm. Mà nó nhỏ, có 2 phòng mà vừa với Sisi ở luôn, có hồ bơi này nọ. Nhà đẹp lắm. Cho nên Sisi đã bỏ mấy chục ngàn vào để sửa căn nhà đó. Rốt cuộc bây giờ nó cũng không được gì. Sisi ở với con là tại vì bác sĩ nói Sisi cần phải có người nhìn Sisi trong những cái ngày đó. Sisi bị tai biến, bị té lần thứ 2 luôn. Ở trên đầu của Sisi có một cái vết gì đó, nó mỏng manh mà nó nhỏ. Nhưng mà chụp hình ra thì bác sĩ vẫn thấy nó có một cái vệt gì đó mờ lắm. Tới bây giờ luôn, bác sĩ vẫn chưa tìm ra được cái đó là cái gì. Cho nên là bác sĩ muốn Sisi phải đi check up thường xuyên. Và để coi cái đó càng ngày nó có càng nở ra không, càng lớn không, nó có đậm hơn không, nó có gì không. Sisi cần phải có người ở bên cạnh. Nhưng mà Sisi vẫn khỏe mạnh bình thường. Cái đó không biết là cái gì thôi. Cái bớt hay là cái gì ở trong óc, trong đầu mình đâu biết được. Từ ngày xưa luôn. Chứ không phải là mới té hôm bữa. Không phải. Đó. Với lại Sisi ở đây, Sisi đón cháu ngoại đi học về. Một cháu còn nhỏ lắm, cho nên phải cần người đưa đón. Còn cháu lớn thì đi xe bus về. Cháu gái lớn nữa thì tự lái xe rồi. Mà bây giờ khi bắt đầu lái xe được, lớn rồi, thì chỉ muốn làm những việc từ thiện thôi. Cho nên khi cháu đi học ra một cái là cháu phải đi dạy cho những em khác, trong khi em mình ở nhà thì không có thời gian để dạy.
Cái cậu nhỏ nhất vẫn phải đi học về là chở đi học thêm nữa. Cháu ngoại lớn thì lại đi tới nhà những người khác để dạy học cho những em đó. Các bạn thấy không? Bởi vậy ông bà ta mới có câu nói bụt nhà không thiên. Mình không dạy được em mình, nhưng mà mình dạy người khác lại được. Là như vậy các bạn. Các bạn là người Bắc thì các bạn sẽ hiểu những cái danh từ CC hay dùng. Có người nói CC, chị ơi chị đâu phải người Bắc đâu, sao chị cứ nhận chị là người Bắc vậy? Không có em, chị là người Bắc, Bắc gốc luôn, người Hà Nội. Gia đình chị là gốc Hà Nội. Vẫn còn nhà ở ngoài Hà Nội, 96 Phố Cầu Gỗ Hà Nội. Nói ra câu đó ai cũng biết, mới ra thăm về đó. Gốc Hà Nội. Gia đình chị di cư vào Nam năm tư, gọi là Bắc di cư năm tư đó. Và mặt đẹp quá, thích quá. Đó. Hôm nay CC tâm sự để các tình yêu của CC hiểu được. CC hơi bị lạc quẻ đúng không? Giờ vô đề lại. Các tình yêu của CC, bây giờ chúng ta chốt cái số và cái size nằm bên góc tay phải này. Đây. Các chị em muốn mua cái gì? Thí dụ như CC review một bộ đồ, một cái áo và một cái váy. Thì các chị em chụp cái hình đó cho CC. Nhớ phải có cái số và cái size. Các chị em ghi giùm CC đi. Áo là CC biết chị em mua cái áo. Váy là biết mua cái váy. Ghi áo váy là biết mua áo váy. Ngày hôm nay CC nhầm lẫn. Chị ghi rất rõ. Nhưng mà chị ghi không có đúng theo cái mà CC làm quen thường ngày, cho nên bị trở ngại. Chị ghi rõ lắm. Hình 1, áo váy. Hình 2, váy. Mà CC đọc lướt qua. Đó là sự sơ ý của CC. Em gửi lời xin lỗi chị. Nếu mà chị ghi giùm em cái number, rồi chị ghi chữ áo, chị ghi chữ váy, thì chắc em không nhầm lẫn. Em nhầm lẫn là chị hỏi mua hai cái váy, cho nên em chỉ ghi giá tiền báo giá với chị, tiền cái váy thôi, cái số tiền em ghi chỗ cái váy thôi. Nhưng mà cái áo kia, cái hình 2 chị chọn, thì em lại ghi rất rõ áo khoác, size và số tiền. Em mong chị thông cảm và em thành thật xin lỗi chị một lần nữa. Đọc sơ ý. Và bây giờ tất cả các tình yêu của CC, ai muốn mua hàng của CC, hãy giúp CC làm theo CC đi, chứ đừng làm theo ý các bạn. Thì sẽ làm cho CC bị sai đi. Vì CC không có kinh nghiệm để bán online, thật sự là như vậy. Bây giờ coi như chập chững từng bước đó. Rồi kinh nghiệm sẽ dạy mình. Các bạn làm cái gì các bạn cũng phải cần có thời gian. Chỉ có kinh nghiệm dạy được bạn những cái sơ suất. Đó là những bài học giúp cho các bạn. Cho nên sự sơ suất xảy ra đó là một kinh nghiệm quý báu vô cùng. Chứ không có gây lộn, không có cãi nhau. Mà chỉ mong được sự góp ý và bỏ qua. Đây là những lời CC chia sẻ thật tình và rất chân tình luôn. Những cái sơ suất xảy ra đó là kinh nghiệm trong kinh doanh. Cái bước đầu tiên, CC buôn bán ở ngoài đời từ hồi 10 tuổi. Cho nên nếu mở tiệm bán mặt đối mặt với khách hàng, CC giỏi lắm các bạn. Vì trải qua quá nhiều rồi, từng lớp nào CC cũng tiếp xúc hết rồi. Còn cái này là buôn bán online, chỉ đọc chữ thôi. Mà mấy tháng nay mắt kém vô cùng. Đọc mà nhìn chăm chú một cái gì, kỹ một cái gì, mắt nó nhức. Thuốc nhỏ mắt lúc nào cũng phải bên cạnh. 3-4 tiếng mới nhỏ một lần. Nhưng mà các bạn nghĩ, CC nè, cứ chăm chú vào 8 cái máy. 8 cái máy một lúc. Trước mặt nè. Cái ánh sáng của máy nó rọi vô mắt. Mà giờ đâu đeo kính gì nữa đâu. Mỏi mắt, nhức. Cưng tiếng đồng hồ là nhỏ đó. CC có hỏi bác sĩ. Tại vì mắt cảm thấy nhức, tiếng nhỏ được không? Ông hỏi CC tại sao phải cần nhỏ nhiều. CC mới thú thật với ông là 8 cái máy trước mặt khi làm việc. Ông không tin là một mình CC làm việc
kinh khủng như vậy đó các bạn. Cho nên các chị em nào thật sự muốn đến với CC, thương CC, muốn mua được hàng của CC, tại CC bán đồ đẹp lắm mà tốt nữa. Vì đây tất cả là những thương hiệu nổi tiếng thôi, bảo đảm là phải đẹp và phải tốt. Mấy cái này đâu phải tự CC làm, CC chỉ đi mua về thôi. Những thương hiệu như vậy thì làm sao mà xấu được? Không có xấu, ngoại trừ các bạn lựa sai, sai cái sai thôi thì sẽ mặc không được. Mà CC đã review rõ như vậy rồi thì cố gắng các bạn. Thành ra cái sự sơ suất xảy ra ở CC nhiều lắm, nhưng mà là kinh nghiệm. Nhưng cái kinh nghiệm này CC cần chia sẻ rất là hay. Chị ghi rất rõ ràng, hình một áo và váy CC đọc được. Phải mà chị ghi cái number đó ra. À, CC nhìn thấy quen quen nha. Ờ, à, đọc kỹ chút. Kinh nghiệm, đây là một kinh nghiệm. Em cảm ơn chị. Bán online CC không có kinh nghiệm, chưa từng bao giờ làm những việc này các bạn. Mới lắm, mới toanh với CC luôn á. CC phải làm hết tất cả, còn bỏ lên trên website bán, không tốn một đồng tiền nào hết. Bán được họ mới lấy tiền commission, mà họ làm hết cho mình luôn, mình không cần phải làm một việc gì cả. Kể cả cái in label họ làm luôn. Là như vậy. Thành ra CC rất mong quý khán thính giả của CC hãy lắng nghe CC tâm sự đi. Bạn muốn mua cái gì? Đây là cái số và cái sai. Đừng có ghi cái gì nhiều hết. Thí dụ như các bạn chụp cái hình, các bạn để dưới S medium là đủ rồi. Còn các bạn muốn mua cái áo không, hoặc là các bạn muốn mua cái váy không, thì các bạn đề chữ áo rồi cái size, hoặc là váy rồi cái size. Bị confused tại vì nhìn nó quen rồi. Với lại thật sự về cái đôi mắt của CC chưa lành đâu, coi như đó là một vết thương các bạn, lớn luôn, mình phải dưỡng. Nhìn mắt mỏi lắm. Các bạn không làm mắt mà các bạn chăm chú nhìn cái gì các bạn cũng mỏi mắt vậy. Mà này CC đang là người làm mắt nha. Hãy thông cảm cho CC. Công việc CC không có mướn được ai làm hết. Bero hồi đó là tình nguyện tới đây chơi, rồi Bero giúp CC, chứ không phải là CC mướn bé nữa. Mà bây giờ bé đi học ở tiểu bang khác rồi. Ngoan lắm, giỏi lắm. Mất bé là CC mất một cánh tay đắc lực luôn đó. Nhưng mà bé rất dễ thương. Bây giờ bé học nhiều lắm, không giúp CC được gì cả. Bé chỉ nói với CC, cô là một người mẹ thứ hai của con, con học được từ ở cô rất nhiều. Vậy thôi. Thương con, chia sẻ nhiêu đây. Đẹp quá, mê luôn, thích luôn. CC xin được tạm ngừng video ở đây nha. I love you cả nhà. Thương thật lòng, thương bằng trái tim. Tình yêu của CC gói gọn các bạn trong cái trái tim này nè. Bye bye nha. I love you.